8 loại hoa, cứ cúng lên bàn thờ thần tài sau một đêm, tiền bạc kéo về ầm ầm, đổi đời trở thành tỷ phú. Xin được mến chào quý vị khán giả đã quay trở lại với Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích, chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được sự hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy tại Việt Nam. Quý vị thân mến, đối với mỗi gia đình người Việt Nam nói chung và những gia đình kinh doanh, cửa hàng, văn phòng nói riêng thì bàn thờ thần tài mang đến những ý nghĩa vô cùng tốt đẹp. Điển hình như là mang đến tài lộc may mắn trong công việc, chiêu tài và bảo vệ gia đình, tránh khỏi những điều xấu xa khi làm ăn. Bởi vậy bên cạnh việc cần quan tâm đến những đồ lễ đặt trên bàn thờ thì không ít gia đình thường thắc mắc rằng là bàn thờ thần tài thì chúng ta nên cắm hoa gì? Vậy trên bàn thờ thần tài nên cắm những loài hoa nào để tiền bạc kéo về ầm ầm, làm ăn tấn tới, đổi đời nhanh chóng? Xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe Phong thủy Gia Cát chia sẻ ngay sau đây. Hoa tươi tượng trưng cho những điều tốt đẹp, tinh hoa của đất trời. Vì thế thói quen trưng hoa lên trên bàn thờ thần tài mang ý nghĩa dâng lên các vị thần thánh những gì thơm thảo, tốt đẹp nhất để cầu mong phù hộ sức khỏe, may mắn cho cả gia đình. Khi chuẩn bị hoa cắm trên bàn thờ thần tài nên chọn 9 bông hoa. Theo quan niệm phong thủy từ xa xưa, số lẻ là những con số tốt và số 9 chính là con số lẻ lớn nhất. Bên cạnh đó, số 9 còn mang ý nghĩa tượng trưng cho sự phát triển, những điều viên mãn, tròn đầy và đặc biệt là mang đến sự trường thọ, vĩnh cửu. 1. Các loại hoa nên cắm trên bàn thờ thần tài. Thứ nhất, hoa hồng đỏ. Hoa hồng là một trong những loài hoa tượng trưng cho tình yêu. Bên cạnh đó, hoa hồng đỏ còn là biểu tượng của sự may mắn. Chính vì vậy, nếu bạn cần tìm một loài hoa thắp hương cho ông bà hoặc thần tài thì có thể chọn loại hoa hồng đỏ giúp xua đuổi vận xui, giúp cho gia chủ hút tài lộc vào nhà. Thứ hai, hoa mẫu đơn. Đây là loại hoa mọi người thường nghĩ ngay đến khi chọn mua hoa trưng vào bàn thờ thần tài. Ý nghĩa của hoa mẫu đơn đó là sự thịnh vượng, phồn vinh, quý phái. Vì thế khi chọn hoa mẫu đơn đặt lên trên bàn thờ thần tài, gia đình sẽ nhận được sự may mắn, thịnh vượng và hạnh phúc. Một số loài hoa cũng mang ý nghĩa tương tự mẫu đơn như hoa hồng, hoa cúc, hoa đồng tiền. Đây đều là những loại hoa mang ý nghĩa về sự thanh tịnh, tài lộc dồi dào. Thứ ba, hoa sen. Biểu tượng của sự hoàn hảo và ý chí vươn lên. Dù sống trong bùn, nhưng hoa sen vẫn giữ được cốt cách cao quý của mình. Theo quan niệm của y học phương Đông, thì các bộ phận của cây sen như rễ sen, cánh sen có tác dụng tích cực đến sức khỏe. Khi đặt hoa sen lên trên bàn thờ, sẽ giúp cho gia đình luôn tràn đầy sức sống và luôn mang đến năng lượng tích cực. Thứ tư, hoa huệ tây. Hoa huệ tây là biểu tượng của sự thanh nhã và thuần khiết. Những ai yêu thích hoa huệ tây cũng sẽ có nét đặc trưng trong tính cách, đó là sự dịu dàng, nhã nhặn, những đức tính tốt của người phụ nữ Việt Nam truyền thống. Nếu bạn vẫn còn thắc mắc không biết nên cắm hoa gì trên bàn thờ thần tài thì có thể chọn hoa huệ tây. Bạn sẽ cảm thấy lòng mình thoải mái hơn khi trưng loại hoa thánh thiện này trong nhà. Một số lưu ý nhỏ là nếu huệ tây được đặt trong bình thủy tinh sẽ càng tăng thêm vẻ đẹp sang trọng quý phái cho không gian thờ cúng. Thứ năm, hoa thủy tiên. Thủy tiên là một loại hoa thường xuất hiện phổ biến trong ngày Tết của người miền Bắc. Loại hoa này được nhiều người ví như chén ngọc, đũa ngà. Ưu điểm của loài hoa này là có hình thức đẹp sinh động, mang đến sức sống và sinh khí cho bàn thờ nhà bạn. Không những thế, thủy tiên còn đại diện cho khí chất thanh tao, nhẹ nhàng, nhã nhặn, phù hợp với không gian thờ cúng linh thiêng. Không những thế, theo quan niệm phong thủy và dân gian xưa, thủy tiên còn là loại hoa có khả năng thu hút sinh khí vượng khí, nguồn năng lượng tốt. Loài hoa này cũng có công dụng trừ tà ma, tránh sát khí, mang đến may mắn tài lộc cho chủ nhân. Chăm hoa thủy tiên vô cùng phức tạp và công phu, yêu cầu người trồng phải cẩn thận tỉ mỉ. Việc dâng hoa thủy tiên lên trên bàn thờ thần tài thổ địa còn thể hiện được lòng thành kính, tâm huyết, tấm lòng của gia chủ đến các vị thần linh. Thứ 6, hoa đồng tiền. Ngay từ tên gọi, người ta đã biết được công dụng và ý nghĩa của hoa đồng tiền. Loại hoa này có bông lớn, cánh nhỏ, nhiều cánh, tươi lâu, màu sắc tươi tắn, mang đến tiền tài của cải và may mắn cho gia chủ. Theo quan niệm phong thủy, hoa đồng tiền còn là loài hoa tượng trưng cho tuổi thọ, sức khỏe. Việc dâng hoa đồng tiền lên trên bàn thờ gia tiên, bàn thờ Phật hay thần tài thổ địa sẽ giúp đem đến may mắn, bình an và tiền tài cho gia đình của bạn. Thứ 7, hoa lay ơn. Lay ơn là một loại hoa quen thuộc trong ngày Tết của người Việt. Loài hoa này có nhiều tên gọi như hoa kiếm lan, hoa dơn, thường có thân cao, nhiều nụ, nhiều bông và có hình dáng vươn lên để kiêu hãnh. Lay ơn thường ra hoa vào mùa đông lạnh nên được dùng nhiều vào dịp cuối năm.
Loài hoa này có nguồn gốc từ các nước Âu Phi, mang vẻ đẹp sang trọng, rực rỡ. Lay ơn có nhiều màu phổ biến nhất là các màu như đỏ, vàng, da cam, vàng xanh và hồng. Theo quan niệm phong thủy, lay ơn có tác dụng xua đuổi tà ma, hung khí và mang đến may mắn tài lộc cho gia đình. Thứ 8. Hoa cúc vàng. Hoa cúc là loại hoa thuộc bộ tứ quý gồm tùng cúc trúc mai. Cúc đứng thứ hai mang ý nghĩa biểu trưng cho sự trường thọ phúc lộc, đồng thời đây cũng là loài hoa quen thuộc được sử dụng phổ biến nhất trong các dịp lễ Tết. Theo phong thủy, hoa cúc còn là biểu trưng cho niềm vui, sự sống và tài lộc đầy nhà. Với màu sắc rực rỡ, hoa cúc giúp làm ấm và bừng sáng không gian bàn thờ. Hiện nay có rất nhiều loại hoa cúc khác nhau, gia chủ có thể sử dụng để thờ cúng thần tài ông địa như hoa cúc vàng, hoa cúc đại đoá. Tất cả các loại hoa này đều đại diện cho sự may mắn, vận may và sự thăng tiến. Thứ 9. Những loài hoa có màu đỏ hoặc vàng. Nếu bạn vẫn đang phân vân bàn thờ thần tài nên cắm hoa gì và không tài nào tìm được những loài hoa trên đây, thì có thể chọn những loài hoa có màu đỏ và màu vàng. Cả hai màu sắc này đều biểu trưng cho nhà Phật, tạo nên sự trang nghiêm và lòng thành kính dành cho vị thần tài trong gia đình của mình. 2. Những lưu ý khi mua các loại hoa cúng thần tài, ông địa. Thứ nhất, đối với bàn thờ thần tài thổ địa, nên chọn hoa có màu sắc vui mắt như đỏ, vàng, cam và hồng. Đây là màu sắc tượng trưng cho đạo Phật, vừa mang lại may mắn, vừa hợp phong thủy, hài hòa với không gian thờ cúng ở bàn thờ thần tài. Thứ hai, khi chọn hoa nên chọn hoa sắp nở hoặc mới nở, có nhiều nụ, cành lá xanh tươi, có lộc càng tốt. Không nên chọn hoa đã có bông nở to hoặc đang nở rộ sắp tàn. Đặc biệt vào ngày mùng 10 tháng Giêng, ngày vía thần tài, nên đặc biệt sử dụng hoa tươi có nụ, có hương thơm để thể hiện lòng thành kính. Thứ ba, lục bình cắm hoa nên chọn chất liệu sứ, thường xuyên thay nước để tránh lâu ngày gây mùi khó chịu, làm hư hỏng cho hoa cũng như ảnh hưởng đến không gian thờ cúng. Thứ tư, sau khi cúng nên thay hoa thường xuyên, khi hoa nở rộ gần tàn nên vứt bỏ hoặc thay bình mới, không nên để hoa trên bàn thờ lâu ngày. Thứ năm, thường xuyên lau chùi, vệ sinh bàn thờ thần tài và lọ hoa bằng nước lá bưởi và rượu. Bên cạnh đó bạn cũng nên thay nước thắp nhang hàng ngày. Vào các ngày lễ Tết, ngày rằm, mùng 1, ngày vía thần tài nên chuẩn bị hoa tươi, quả tươi và lễ mặn để dâng lên thần linh. Quý vị thân mến, bên cạnh những loại hoa nên lựa chọn thắp hương trên bàn thờ thần tài thì bạn cũng nên chú ý những loại hoa tuyệt đối không được phép dâng lên cho hai vị, bởi vì nếu vô tình dâng lên sẽ khiến cho hai vị của trách, khiến cho công việc làm ăn ngày càng đi xuống, nợ nần chồng chất. Vậy thì đó là những loại hoa nào? Xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi trong phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay của Phong Thủy Gia Cát. 1. Hoa ly mang đến sự ly tán, chia ly. Hoa ly là một loại hoa có vẻ quyến rũ, màu sắc rất rực rỡ, kiêu sa. Nhưng vì tránh đi tên gọi của loài hoa này, ly được cho là ly tán hay chia ly. Chính vì vậy, tốt nhất chúng ta không nên dùng chúng để dâng lên bàn thờ tổ tiên, để mong cho mối quan hệ trong gia đình dòng họ hay thậm chí là bạn bè đồng nghiệp không bị ảnh hưởng. Thậm chí kể cả các Phật tử cũng tránh dùng hoa ly để lễ Phật. Tuy không được trưng hoa ly tại bàn thờ gia tiên hay bàn thờ Phật, hoa ly lại có thể dâng được ở nơi thần thánh, nhất là nơi thờ thánh mẫu. Sự rực rỡ thơm ngát của hoa ly rất hợp để dâng lên mẫu, cầu xin bình an và may mắn. 2. Hoa nhài, tượng trưng cho tình yêu trai gái. Hoa nhài có một mùi hương dễ chịu, mang trong mình một màu trắng xinh đẹp, nhưng chúng bị liệt vào danh sách hoa không nên thờ cúng. Bởi chúng có liên quan đến những câu chuyện dân gian về chuyện trai gái. Chính vì vậy, người ta cho rằng trưng loài hoa này lên trên nơi linh thiêng như thế là không đúng đắn. 3. Hoa dâm bụt với cái tên không thích hợp. Hoa dâm bụt có màu sắc tươi, bông hoa năm cánh nở to, đẹp mắt, nhưng người ta sẽ không sử dụng để đặt lên bàn thờ hoặc là những nơi uy nghiêm. Tại một số vùng miền của Việt Nam thì hoa dâm bụt tượng trưng cho những người con gái có lối sống không đàng hoàng, lẳng lơ. Hoa mọc bên bờ rào, dễ ngắt, dễ hái, ai đi qua cũng có thể ngắt đem về. Hoa đẹp nhưng không bền. Chính vì tên gọi của chúng, chữ dâm trong dâm bụt không đẹp cho nên không thích hợp để đặt ở nơi tôn nghiêm trang trọng. 4. Hoa phong lan mang vẻ phóng túng. Hoa phong lan là một loài hoa vừa xinh đẹp, vừa bền bỉ, tươi lâu, cũng là loài hoa đại diện cho vẻ đẹp của tình yêu, sự giàu có và trang trọng. Nếu như người con trai nào tặng cho bạn một nhành hoa phong lan thì cũng là dấu hiệu của sự nghiêm túc về tình cảm. Phong lan trắng cũng biểu thị cho trí tuệ, sự thuần khiết, thanh lịch và cả sự khiêm tốn. Chúng cũng mang ý nghĩa về sự chân thành, lòng tốt và sự thật. Phong lan dùng cho ngày khai trương như là một khởi đầu mới có vạn sự cát tường. Cũng có rất nhiều người tin rằng
đây là loài hoa cao quý nên thường mua về để dâng lên bàn thờ. Tuy nhiên, nhiều quan điểm cho rằng chữ phong trong cái tên phong lan gợi đến sự phong tình phóng đãng, cho nên thường không được dùng để dâng lên các vị thần thánh. 5. Cúc vạn thọ có mùi hương khó chịu. Cúc vạn thọ hay còn gọi là hoa vạn thọ là một cái tên rất hay, màu vàng tươi hoặc màu da cam. Theo quan niệm, hoa vạn thọ có màu vàng tươi điển hình cho sự may mắn và thịnh vượng, ngoài ra nó còn tượng trưng cho sự trường tồn vĩnh cửu. Tuy nhiên, trong tiếng Hy Lạp cổ đại, tên của nó có nghĩa là bông hoa của người chết, vì thế nó thường được sử dụng trong các nghi lễ tín ngưỡng trang trí trên bàn thờ và trồng trong các nghĩa trang lăng mộ. Hơn nữa, cúc vạn thọ có mùi hương rất khó chịu mà những loài hoa dâng lên bàn thờ thần tài nên có mùi hương dễ chịu. Việc dâng cúc vạn thọ sẽ khiến cho hai vị không hài lòng và khó chịu bỏ đi. 6. Các loại hoa giả. Hoa cúng bàn thờ thần tài vào thổ địa hay bất cứ bàn thờ cúng, gia chủ cũng nên chọn mua hoa tươi, không nên dùng hoa giả, hoa khô và nên chọn loài hoa có hương thơm dễ chịu. Theo quan niệm, việc thờ cúng quan trọng nhất là ở cái tâm. Chính vì thế, nên dâng hoa tươi để thích hợp bày tỏ lòng thành kính đối với bậc bề trên. Bạn cũng không nên dâng hoa héo và hoa khô trên bàn thờ, vì theo nhiều ý kiến, làm như vậy sẽ khiến cho mọi người trong nhà gặp nhiều xui xẻo, công việc bất lợi và không may mắn trong năm mới. Thưa quý vị, hy vọng rằng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp cho quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên nhấn like video này và đồng thời đi vào đăng ký theo dõi kênh và chọn vào tín hiệu quả chuông để luôn là người đầu tiên nhận được những thông báo mới nhất của kênh và đừng bỏ qua bất kỳ video nào. Những thông tin mới nhất chúng tôi sẽ luôn luôn cập nhật gửi đến cho quý vị. Đó đều là những thông tin hữu ích về đời sống tâm linh cũng như là tử vi phong thủy. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.